Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh mực cô sinh viên vừa tốt nghiệp đang đội chiếc mũ cùng với bộ đồng phục tốt nghiệp này. Hãy cùng tô với mình nhé. Bộ quần áo cử nhân ạ. Tóc này mình tô màu đen này. Và tóc này mình dùng màu vàng.
chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và